Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, nữ Việt kiều Mỹ 36 tuổi làm thủ tục hoàn thuế chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 830 triệu đồng trước chuyến bay đi Seoul, Hàn Quốc. Theo quy định thì Hải quan đã hoàn thuế hơn 64 triệu đồng cho bà này. Thấy nữ Việt kiều có dấu hiệu nghi vấn, Hải quan đã bí mật theo dõi thì phát hiện bà này tuồn chiếc đồng hồ cho người khác mang trở lại nội địa. Khi chuyến bay chuẩn bị cất cánh, lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, nữ Việt kiều không xuất trình được đồng hồ đã được hoàn thuế. Làm việc với hải quan, bà này thừa nhận chưa gian lận để chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Hiện cơ quan chức năng tạm giữ người phụ nữ cùng chiếc đồng hồ hàng hiệu để điều tra làm rõ. Trước đó cũng nằm trong kế hoạch trọng điểm về phòng chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng đối với khách xuất cảnh, Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện nam Việt kiều Mỹ gian lận hơn 48 triệu đồng. Ông này đưa trở lại nội địa lô hàng hiệu Hermes gồm túi sách, bóp, nón, dây nịch, cà vạt trị giá hơn 600 triệu đồng. Xác minh tất cả các hóa đơn, lực lượng hải quan cho rằng ông này gian lận hoàn thuế suốt thời gian dài với số tiền là hơn 2,2 tỷ đồng. Khu chợ ABC ở khu Little Saigon, bang California, tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán nhờ hàng hóa đa chủng loại và gần gũi với người Việt Nam chúng ta. Khu chợ ABC nằm trên một khoảnh đất rộng với siêu thị cùng tên và nhiều cửa hàng nối liền nhau, bày bán từ các loại bánh trái, hoa quả tươi đến các món ăn Bắc Trung Nam như phở, bún, miến, chè, vân vân, hay là báo chí, xổ số, mỹ phẩm. Chính vì thế, khách đến chợ có không ít người sống ở những thành phố xa cả đôi ba giờ lái xe. Dãy tiệm nằm ngang quay mặt ra phía đường Magnolia như quán bún Ban Mai, nổi tiếng với những món bún quắc. Bên cạnh là tiệm chuyên bán nem Huế, nem Thủ Đức và các món ăn khác. Khu chợ này còn có một nhà hàng chuyên tổ chức tiệc, hội họp và cưới hỏi, với kiến trúc rất là kiên cố chống được động đất. Chợ có bãi đậu xe rộng lớn như sân vận động và chẳng giới hạn thời gian. Vào 8 giờ sáng khi phần lớn các cửa hiệu chưa bắt đầu một ngày làm việc mới thì quầy báo trong tiệm Legal đã mở cửa sớm nhất để phục vụ khách hàng với đủ loại sách, tạp chí nóng hổi. Chủ nhân chợ ABC là người Hoa nhưng chủ của từng tiệm trong khu đều là người Việt. Hột vịt lộn, hột gà lộn là hai món ăn gần như là độc quyền của tiệm Long An trong khu chợ này. Tiệm bánh mì, chè Cali tuy nhỏ hẹp nhưng đông khách ra vào. Các món ăn thu hút của tiệm là các loại chè, bánh mì thịt, bánh ngọt, đùi gà mặn. Đặc biệt là với bánh mì baguette nổi tiếng, khách có khi phải xếp hàng chờ bánh mới ra lò đến nửa giờ đồng hồ. Khách đi chợ muốn ăn phở hay là ăn cơm tấm sườn bì nướng thì ghé vào tiệm phở 54 hay là tiệm cơm tấm Thuận Kiều, chỉ cách nhau có vài bước chân. Trái cây Việt Nam như mít, xoài, sầu riêng, thanh long, nhãn, vải thiều, chuối sứ được bày bán tại ba tiệm bán trái cây nổi tiếng của chợ ABC này. Vào những ngày cuối tuần và những ngày lễ, khu chợ này tấp nập người Việt chen chân nhau dạo quanh các cửa tiệm để mua sắm những thứ cần thiết cho gia đình của mình. Ngoài ra, chợ cũng gần kề thương xá Phước Lộc Thọ và khách chỉ đi bộ vài phút là đến nơi và thỏa sức mua sắm. Vân Bakery là tiệm chuyên bán bánh ngọt kỳ cụ và lúc nào cũng đông khách. Thời điểm bánh trung thu của thương hiệu cũng có bắt đầu được bày bán, bởi nay cũng sắp sửa đến Tết Trung Thu. Tại đây còn cung cấp những dịch vụ thiết yếu theo nhu cầu của khách hàng như giặt là, làm đẹp, chuyển tiền về Việt Nam. Có cả dịch vụ ngân hàng, phòng mạch, chợ ABC phục vụ người mua sắm từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Đúng là một quốc gia mà người dân ở đây sẽ được cung cấp điện, nước và dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí. Bên cạnh đó, chính phủ còn tặng lương hưu và các khoản vay với lãi suất cực thấp cho người dân. Như vậy, đó là quốc gia nào?
Quốc gia này có khoảng là 1,7 triệu dân, nhưng chỉ 15% dân số là người bản địa. Người dân ở đây sẽ được cung cấp điện, nước và dịch vụ chăm sóc, tất cả là miễn phí. Là quốc gia nhỏ bé và giàu tài nguyên dầu mỏ ở vùng Trung Đông, đã vươn lên trở thành quốc gia thuộc hàng giàu có nhất thế giới. Với GDP bình quân đầu người đạt là 146.011 USD vào năm 2016 vừa qua, Qatar đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia giàu nhất thế giới theo đánh giá của tạp chí Global Financial Magazine. Quốc gia này có khoảng là 1,7 triệu dân, nhưng chỉ là 15% dân số là người bản địa, còn lại là người nhập cư. Người dân ở đây sẽ được cung cấp điện, nước, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế. Bên cạnh đó, chính phủ còn cung cấp lương hưu khi đã đến tuổi hưu. Biết rằng kho dự trữ dầu mỏ tự nhiên lớn thứ ba thế giới này lại nằm ở một quốc gia nhỏ hơn cả một bang ở Connecticut của Hoa Kỳ. Dầu có trở thành thứ tài sản thừa kế hiển nhiên mà bất cứ người dân Qatar nào cũng nhận được từ khi sinh ra. Hàng năm chính phủ sẽ phân phối lại tiền từ ngân sách cho toàn bộ người dân, dẫn đến kết quả là GDP đầu người quốc gia này đạt là 88.221 USD từ năm 2011 và trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới. Không những thế, người dân ở quốc gia này còn được dùng điện, dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí và còn rất nhiều đặc quyền khác. Trong khi chính phủ phải đảm bảo cho người dân có cuộc sống hạnh phúc khi các ông chủ ở đây lại ưu tiên tuyển lao động nước ngoài có trình độ học vấn cao hơn. Những người lao động ở tại quốc gia này đa số là người nước ngoài, từ các nhà đầu tư phương Tây hay là các chuyên gia năng lượng đến người lao động tạm thời từ Ấn Độ, Pakistan và các nước châu Á khác. Nhìn vào toàn cảnh ở thủ đô Doha ở Qatar thì tràn ngập những tòa nhà chọc trời với những kiến trúc rất là sang trọng. Tiền bạc dồi dào đã khiến cho người dân ở quốc gia này có cuộc sống sôi động và hưởng thụ. Không chỉ có nhiều tiền, người dân ở quốc gia này cũng rất biết cách tiêu tiền. Những đồ trang điểm của những nữ sinh của quốc gia này đều là hàng của Chanel, CD và LV. Tuy nhiên, có một điều đáng nói ở đây, đó là rượu bị coi là bất hợp pháp ở quốc gia này, nơi có 75% là người dân theo đạo Hồi. Nhưng bạn vẫn có thể mua chúng ở một số khách sạn nếu có giấy phép. Ngoài ra, việc nhập khẩu thịt heo, ma túy và phim khiêu dâm cũng bị coi là bất hợp pháp ở một quốc gia nhỏ bé và giàu có xinh đẹp này. Hiện nay, con số của người Mỹ đang sống tại đây đa số là làm việc trong ngành năng lượng, đó là lên tới 8.000 người. Dân số của quốc gia này đa phần là người trẻ với nam giới chiếm đa số, và chỉ khoảng là 1,5% dân số nước này quá 65 tuổi, và tỷ lệ nam giới trên phụ nữ đó là 1,99:1 do lao động nhập cư nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống của phụ nữ tại quốc gia này không phải tuyệt vời, mặc dù là có quyền bình đẳng cao hơn phụ nữ ở một số quốc gia như là Saudi Arabia, nhưng phụ nữ ở quốc gia này vẫn bị cấm lái xe và phải mặc trang phục truyền thống. Họ cũng không được phép tập thể dục cạnh nam giới tại một số khu vực ở Doha. Nếu như muốn mua một món đồ mà quốc gia này không có, họ lập tức đáp máy bay tới Dubai để mua. Nếu như ở Dubai cũng không có thì họ có thể bay tới châu Âu hoặc là Mỹ để mua cho bằng được. Thật là tuyệt vời khi người dân ở quốc gia này chưa bao giờ phải lo lắng về việc làm thế nào để kiếm sống, bởi vì mọi thứ đã có chính phủ lo cho họ hết. Khu phố Alberta này được biết đến với cái tên là Bridgewater Estate, là nơi có rất nhiều ngôi nhà được đánh giá là hàng triệu USD. Nhưng sau khi bị tàn phá bởi trận lụt năm 2013, giờ đây đó là một thị trấn ma quái sau cơn tận thế. Nơi đây rất là yên tĩnh, thực sự là yên tĩnh. Sự im lặng như cõi chết ở đây làm rối loạn linh hồn. Lạc chân vào không gian đó, người ta thấy như là tận thế và mình là người duy nhất còn sót lại trên hành tinh này, giống như đang ở bên trong tập phim của The Walking Dead của AMC. Và người bước đi chậm rãi qua khu phố, sợ rằng nếu vấp ngã họ có thể bị ăn tươi nuốt sống. Việc những ngôi nhà được xây trên vùng đồng bằng ngập lụt gọi là sông High River
làm cho tình hình thảm hại hơn. Trước cơn lụt, khu phố giàu có bên sông Hoai này ngập tràn sức sống. Ngày nay nó bị bỏ rơi với những căn nhà chưa bị tàn phá hết, bị đóng gỗ xung quanh. Một con gấu bông nằm trên đường lái xe vào nhà thu hút sự chú ý của những ai bạo phổi để thăm nơi này. Dường như mọi người ở đây lúc đó đã đi di tản vội vàng và để lại tất cả. Sau trận lụt, khu phố bị coi là một mất mát hoàn toàn. Kể từ đó, tỉnh đã bán đấu giá 26 căn nhà này trong nỗ lực bán một số tài sản được cứu vớt từ trận lụt tàn phá. Chính phủ là hết sức muốn đảm bảo rằng lợi ích của người nộp thuế ở Alberta đang được cứu xét và đang tìm cách thu lại bất cứ khoản tiền nào từ các cấu trúc này. Các ngôi nhà được bán đấu giá đã được tỉnh mua lại theo chương trình tái định cư Foodway. Trong đó, chính phủ phân phối gần 100 triệu USD cho 94 chủ nhà có nhà phải rời đi. Trong số này, 54 căn đã được sắp xếp thời khóa biểu để phá dỡ. 26 căn đang được bán đấu giá và số phận của 14 căn nhà khác vẫn được xác định. Muốn mua được một trong những ngôi nhà giá trị triệu đô la này với giá rất rẻ, người mua chỉ phải tốn tiền di chuyển nó. Các nhà đấu giá trúng thầu chỉ có 160 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc bán đấu giá để di chuyển căn nhà nhằm để tỉnh có thể đối phó với hậu quả của cơn lụt. Trước khi quá nôn nóng, người mua cần biết rằng chi phí di chuyển một trong những căn nhà này có thể là từ 25.000 USD cho đến 40.000 USD. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.